Rồi, ok, xin chào các bác. Thì vẫn là cái con LG G8 huyền thoại của em đây. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác biết một chút về cái kinh nghiệm cá nhân của em về việc nghe nhạc trên LG thôi nhé. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái việc nghe nhạc ấy nó phải là tùy gu của mỗi người, tùy thẩm mỹ âm nhạc của mỗi người, cho nên nó cũng chẳng có đúng hay sai ở đây cả. Cho nên đây cũng chỉ là cái chia sẻ của riêng em thôi. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, LG nhà mình ấy thì nó tích hợp sẵn cái chip DAC riêng ngay trên điện thoại luôn. Thì đây, nó là cái chip Hi-Fi Quad DC này này. Ôi trời, máy bẩn quá các bạn. Đó. Thì cái chip Hi-Fi Quad DC này ấy, nó chỉ có tác dụng khi mà các bác cắm cái tai nghe vào cái cổng 3.5 này thôi nhé. Còn các bác cắm vào cái cổng C này thì nó cũng không có đâu. Mặc dù là cắm vào cổng C này vẫn phát âm thanh, vẫn phát ra bình thường nhé. Và có những lúc nó còn phát âm thanh nó to hơn ấy, thì nó vẫn có. Tuy nhiên thì chất lượng thì em vẫn đánh giá cái cổng C này nó chất lượng cao hơn hẳn. Đó. Và các bác nghe bằng loa ngoài ấy, và các bác nghe bằng cái tai nghe Bluetooth ấy, thì nó cũng không bật cái DC này lên cho các bác đâu nhé. Cho nên các bác duy nhất là chỉ cắm vào cái lỗ 3.5 này thôi thì nó mới cho ra cái gọi là cái Hi-Fi Quad DC. Thì đây, em cắm cho các bác xem này. Này. Đó. Đó đây. Thì khi mà em cắm ấy, các bác có thấy không? Đây này, nó hiển thị cái đây gọi là cái biểu tượng là 50 ohm ở chỗ giữa đây này. Đấy, thì máy các bác nào ấy mà không có hiển thị cái 50 ohm đấy ấy, thì phải vào các bác vào set play nhé. Các bác tải cái phần mềm này này. Cái phần mềm Hi-Fi Status này này. Đó. Thì tại vì đến cái thời V30 ấy, thì nó là LG người ta không tích hợp trực tiếp cái việc hiển thị 50 ohm trên cái LG nữa, và các bác hoàn toàn phải tải cái phần mềm này. Và cái phần mềm này ấy, nó chỉ có tác dụng là hiển thị cái tình trạng cắm cái tai nghe thôi nhé, chứ nó không có cái tác dụng là nâng cao chất lượng thanh đâu nhé. Các bác hiểu sai là cái này nó còn có tác dụng là nâng cao chất lượng thanh thì không phải. Nó chỉ có tác dụng là hiển thị là các bác là đang cắm cái tai nghe dạng nào thôi. Thì nó có ba cái dạng này, một là dạng hi-fi này, dạng AUX này, dạng 50 ohm này. Thì em sẽ test từng cái dạng cho các bác biết nhé. Thì đây, bình thường nó sẽ không có này. Thì khi các bác cắm một cái tai nghe mà nó có trở kháng là dưới 50 ohm ấy. Đây. Cái tai nghe Sony này của em nó có trở kháng dưới 50 ohm. Cắm vào. Đó. Thì đây này các bác chờ tí. Đấy, nó chỉ hiển thị cho các bác là hi-fi thôi nhá. Trên chỗ này nó chỉ biểu tượng cho các bác là hi-fi. Tắt cái này nhá. Đây này, hi-fi thôi nhá. Đó. Và khi các bác cắm một cái gọi là các bác cắm cái điện thoại này các bác vào một cái dàn âm thanh hoặc dàn âm ly gì đó thì nó sẽ hiển thị cho các bác là cái dạng AUX. Đây, ví dụ em cắm một cái dạng dạng rắc nối như này này. À, không có tai nghe nhé. Em cắm vào đây. Đó, thì khi các bác cắm như vậy thì nó sẽ hiển thị cho các bác là cái dạng AUX. Đó. Và khi các bác cắm một cái tai nghe nào đó nó có trở kháng là trên 50 ohm như cái tai nghe của em đang có đây. Đó, cắm vào. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho các bác là 50 ohm ở trên này luôn. Thì ở cái dạng nào ấy nó là hay nhất thì đối với kinh nghiệm của em ấy thì em vẫn thích là cái dạng là 50 ohm là nhất. Cái 50 ohm này nó cho cái chất lượng thanh nó thứ nhất là nó lớn hơn rất là nhiều và nó cho cái lực và cái độ phê nó phê hơn. Thì em vẫn đánh giá cao là cái 50 này nó phê hơn. Tiếp theo là cái dạng AUX và cuối cùng là dạng Hi-Fi. Thì đây là cái kinh nghiệm của riêng em nhé. Đó. Rồi. Ở đây. Rồi thì như các bác cũng biết rồi đấy, trên thị trường ấy thì nó cái dạng tai nghe mà có trở kháng là trên 50 ohm ấy thì nó cũng khá là ít thôi và cũng khá là ít người biết đấy, tại vì toàn những dân âm thanh người ta chơi những cái dòng 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 máy phát nhạc nó chất lượng cao ấy, hoặc là những cái dòng mà nó cao cấp hơn ấy, thì mọi người mới biết được là nó có những cái dòng tai nghe mà nó có những cái trở kháng khác nhau. Nhiều con nó còn trở kháng lên 120 ohm rồi, 150 ohm như con Zuin 1 ấy, Zuin PK1 ấy, nó có trở kháng là 150 ohm. Hồi xưa em định mua cái tai nghe đấy để về nghe trên LG nhưng mà em nó cũng đã, sau đó thì em cũng đã thử một cái tai nghe nào đó cũng cùng một dạng như thế, 150 ohm thì thấy là LG nhà mình nó kéo hơi đuối, cho nên là các bác chú ý nhé. LG nhà mình thì nó chỉ kéo được những dạng tai nghe mà chỉ tầm khoảng từ 80 ohm trở xuống thôi nhé, 80 ohm trở xuống.
Đấy, và các bác nên sử dụng một cái tai nghe nào đó trên 50 ohm, có nghĩa là từ 50 ohm đến 80 ohm là nó mới kích, gọi là kích full DC của LG được. Tại vì nhiều bác ấy cũng nói là các bác có thể cắm bất kỳ một cái tai nghe nào đó vào LG thì nó cũng kích full cái hi-fi quad DC này. Thì cái ý kiến đó thì em, đối với cá nhân em ấy, em thấy là nó chưa đúng hoàn toàn. Tại vì khi các bác cắm một tai nghe bất kỳ nào đó nhưng mà nó dưới 50 ohm ấy, thì nó cũng cho bật cái DC này lên đấy, nhưng mà nó cho cái công suất nó nhỏ, cho nên là khi các bác cắm một tai nghe nào đó nó có trở kháng là trên 50 ohm ấy, thì nó cho một cái âm lượng ấy, cái công suất ấy nó lớn hơn rất nhiều và cho các bác cảm giác nó phê hơn rất nhiều đấy. Cho nên các bác bảo là cái việc mà tai 50 ohm nó cũng không có tác dụng gì thì là không đúng, nó có tác dụng rất là lớn đấy đó. Thì các bác cắm vào thì nó sẽ hiển thị như vậy. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác một chút về việc cài đặt của em khi mà nghe nhạc bằng tai nghe trên cái LG này. Thì trước đây em có nghe nhạc trên LG bằng rất nhiều cái phần mềm, như các bác vào Set Play các bác tự tìm này, như cái phần mềm Power AMP này, rồi Neutron này, rồi Forbes này. Nói chung là em đã thử gần như là tất cả những cái phần mềm mà có phí luôn nhé, có phí luôn đấy chứ không phải là không có phí nhé. Trên trên Set Play thì cuối cùng thì em cũng quay trở lại với cái app nghe nhạc gốc của LG này thôi. Này này, thì cái app gốc này này, nếu như máy các bác nào mà không có nhé, thì các bác vào cái phần này, các bác chờ thì và cài đặt này, vào phần hệ thống này, vào phần trung tâm cập nhật này, vào cái phần cập nhật ứng dụng này. Đấy, thì nếu như máy các bác nào không có ấy, thì các bác vào đây các bác sẽ tìm được cái file đấy, cái app đấy, app nhạc này này, các bác tải xuống là có thôi. Và trong này thì nó có mấy cái app cũng khá hay như Quick Memo này, còn đến trò chơi này thì em cũng tải xuống, thêm thời tiết này thì cũng tải xuống đấy. Thì nếu như bác nào không có thì vào đấy đó. Thì đối với em ấy, em nghe nhạc bằng rất nhiều phần mềm khác ấy, của bên thứ ba ấy, thì em cảm giác là nó làm cái âm thanh nó hơi bị ảo ảo quá, hoặc là nó hơi bị méo tiếng đi ấy. Đấy là cảm giác thôi chứ còn thực ra thì em nghe nó cũng thế thôi. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn chọn cái app gốc, nó vẫn cho cái độ mà kiểu như độ trong trong trẻo, rồi nó nói chung là cái độ mà mình nghe cảm giác nó thật hơn ấy. Đấy, kiểu như thế này, đấy là cái cảm giác của em thôi nhé. Đấy, thì ở trong cái app này các bác cũng chỉ cài đặt được một số thứ thôi, nó không phải là đa dạng cho lắm. Đây này, trong này thì các bác nhìn đây này, cài đặt này thì nó chỉ có mấy cái vớ vẩn thôi. Đây này, ví dụ như là âm tốc độ này thì các bác, đây là cái tăng tông này, đấy, giảm tông, cái tốc độ này thì nó không không liên quan gì đến chất lượng âm, nó làm méo tiếng đi được cái thứ này, đấy thì ít ai dùng lắm. Đấy thì không không nói. Trong này nói chung là đây là các bác, nó chả có cái gì cả cho các bác khám phá ở trong này cả. Đấy, mấy cái này thì vớ vẩn, không quan trọng mọi. Thì trong này nó chỉ có cái này này, cái EQ này. Đấy, cái EQ này khi mà các bác nhấn vào đấy ấy, các bác nhấn vào EQ đấy thì nó lại đưa về các bác về cái cài đặt của trong máy luôn. Cho nên các bác hoàn toàn ở cái app này các bác không cần phải cài đặt gì cả nhé. Và các bác nhấn vào đây thì các bác hoàn toàn chỉ cài đặt ở trong này thôi. Đấy, thì em sẽ giới thiệu từng cái cho các bác một nhé. Đấy, thì trước tiên ấy, là cái đầu tiên này, cái chỉnh âm lượng về mức bình thường này này. Thì cái này ấy, em khuyên các bác là không dùng nó nhé. Tại vì các bác cũng biết rồi đấy, khi mà nghe nhạc ở trên mạng ấy thì các bác có thể là gặp những bài nhạc nó rất là to, âm lượng ấy rất là to, rồi những bài nhạc nó rất là nhỏ. Thì các bác bật cái này lên ấy, mục đích để mà nó đưa tất cả những bài hát có trong danh sách, có trong máy của các bác ấy, nó về một cái mức âm lượng mà nó bình thường, nó cố định ở mức âm lượng, nó không phải bình thường mà là nó xem xem nhau ấy. Cái mức âm lượng giữa các bài hát nó xem xem nhau. Đấy, thì đây là cái tác dụng của nó. Tuy nhiên ấy, thì em không không dùng cái này vì em thấy là khi mà nó làm như thế nó có thể là bị làm méo tiếng của bài hát đi một chút. Ví dụ bài nào to thì nó nén xuống, bài nào bé thì nó nâng lên, thì cái này em không dùng nhé, em khuyên các bạn không nên dùng. Rồi tiếp theo ấy là cái bộ lọc âm thanh. Thì đây đây gọi là cái EQ đấy. Thì trong này ấy, nó có rất nhiều những cái EQ nó họ cài đặt sẵn cho mình rồi. Đây thì các bác cứ thử từng cái nhé. Bình thường thì nó sẽ ở cái mức ở cái EQ bình thường này, còn các thứ thì bốp này, pop này, hip hop, jazz, Latin, thứ đấy các bác cứ cứ thử từng cái một theo ý thích của mỗi người nhé. Tại vì các bác khi mà cắm tai nghe và các bác nên đeo tai nghe vào tai nghe, nên đeo tai nghe vào tai ấy, xong rồi các bác thử từng cái này để các bác biết được xem là cái nào nó hợp lý với mình. Còn như em ấy, nếu mà em không cài đặt riêng thì em chọn cái phòng đợi này này, phòng chờ mềm này cũng được, nhưng mà em thường thường là em chọn cái phòng đợi này để em nghe ở cái EQ
mặc định của máy ấy. Thì hồi xưa em hay nghe những phòng đợi này, nhưng mà sau đó thì em đã sẽ cài đặt riêng của em. Đây là ví dụ cái phút 1 này này, đấy em cài đặt như này. Đấy, các bác có thể tham khảo cái này theo theo cái ý thích của tay của đấy em thôi nhé. Còn các bác muốn tạo riêng cho các bác ấy thì các bác nhấn vào dấu cộng này này, nhấn vào dấu cộng này, các bác muốn tải phúc chẳng hạn, phúc 3 chẳng hạn. Đấy. Đấy, khi mà các bác tải phúc 3 nhé, các bác hoàn toàn có thể kéo những cái này lên lên xuống để các bác biết được là nó có vừa với mình hay không. Thì cái chỗ sau cùng này này, cuối cùng này thì nó về cái là cái giải chét nhé. Đấy, mấy chỗ này là giải chét hết này. Đấy, còn cái mấy chỗ này này, đấy nó là giải mid này. Đó, thì tùy các bác thôi. Các bác kéo lên kéo xuống tùy bác. Còn bác muốn nghe âm trầm nó nhiều hơn, bát nhiều hơn thì các bác kéo hai cái thanh dưới này lên nhé. Đấy, thì đây là cái gọi là cái tùy vào cái tai nghe của mỗi bác ấy, thì các bác kéo sao cho nó phù hợp với tai nghe của mỗi bác thôi, cho nên là cái này cũng không chỉ được. Đấy, các bác cứ kéo theo ý thích của mình thôi. Còn cái của em đang để đây này, đấy, em để phốc một đây này. Đấy, các bác muốn kéo cái nào thì các bác cứ tự kéo và tự cảm nhận nhé. Đấy là cái điều chỉnh EQ. Đấy, tiếp theo là cái DTS 3D Solo này này, thì cái này em cũng không dùng, và các bác em khuyên là các bác cũng không nên dùng. Đấy, em khuyên thôi chứ các bác nào cứ bật lên đi, các bác cứ bật cái này lên đi và các bác nghe xem là nó có vừa với mình không. Nhiều bác thì lại thích kiểu 3D này tại vì nó tạo tạo ra cái âm, tạo ra cái âm thanh vòm ấy, nó cũng khá là thú vị. Tuy nhiên là thì khi mà nghe nhạc mà âm thanh vòm thì em cũng không khoái cho lắm. Đấy, em chỉ nghe cái này khi mà em xem phim thôi, em xem phim nào đó trên cái con G8 này thì em mới bật thôi, chứ còn không thì em cũng không bật cái này. Thì còn các bác nào mà thích thì cứ bật và các bác thử nhé, xem nó thế nào nhé. Đó, và tiếp theo ở bên dưới này này là cái âm thanh được đặt sẵn này này. Thì đây nó cũng là một số cái như kiểu cái EQ thôi. Đấy, đấy nó có là cái bình thường này, nâng cao này, chi tiết này, âm thanh trực tiếp này, âm trầm này. Đấy, thì các bác nó cũng như kiểu EQ, nó cái sẵn ấy. Đấy, cái giải âm ấy thì âm trầm thì nó nâng cao âm trầm, trực tiếp thì như kiểu mình đang nghe hát live vậy. Còn chi tiết thì nó nâng cao cái giọng hát lên một chút để nâng cao cái này. Đấy, nói chung là các bác cũng cứ chọn từng cái và các bác tự cảm nhận nhé. Và em thì em chọn cái chi tiết này. Rồi, tiếp theo là cái phần bộ lọc số. Đấy, thì cái bộ lọc số này đây nó có ghi rất rõ ràng cho các bác rồi này, cho nên các bác em không cần phải giết gì nhiều. Thì em ấy, em hay chọn cái sáp này này, em cho cái ra âm thanh nó tự nhiên hơn. Đấy, em hay chọn cái đấy. Đây, còn các bác cứ cứ tự tự chọn đi và các bác xem là cái nào phù hợp với mình thì các bác dùng thôi. Cái này thì cũng chả biết nói thế nào được vì nó quá rõ rồi. Đấy, tiếp theo là cái phần cân bằng này, thì các bác cũng biết rồi đấy. Cái tai người ấy, không phải là ai cũng có hai cái đôi tai mà nó nghe cái mức âm lượng nó cân bằng nhau đâu. Như em đây, cái tai phải của em nghe nó bị bé một chút đấy, cho nên là em phải điều chỉnh là cái âm lượng của bên phía trái này này nó nhỏ đi một chút, tầm tầm này này, tầm tầm này. Đấy, thì em nghe mấy hai tai nó mới cân bằng được. Thì các bác nào mà có hiện tượng như em, có nghĩa là tai tai sắp sắp điếc một bên ấy, thì các bác cũng thử điều chỉnh cái này để các bác biết được là nó phù hợp như nào là phù hợp. Thế này nó cũng khá là hay đó. Đó, thì trong cái cài đặt LG thì nó chỉ có thế thôi, còn không có gì nữa nhé. Trong cái này thì nó hoàn toàn không có gì luôn, nó chỉ với mấy cái vớ vẩn này thì hoàn toàn là nó không liên quan gì đến cái chất lượng âm nhạc đấy. Thì tiếp theo ấy là các bác nên tải những cái bài nhạc ấy mà nó có chất âm thanh nó cao một chút. Thì ví dụ đây đây tất cả những cái bài nhạc của em ấy nó đều là cái dạng lossless cả nhé, nhạc lossless ấy, em toàn nghe nhạc lossless thôi. Thì có hạn chế của cái này là cái dung lượng một bài hát nó rất là cao. Ví dụ như các bác nghe một cái bài nhạc MB3 ấy, nó chỉ khoảng 3 đến 5 mê thôi, nhưng mà cái này nó tầm từ 30 đến 50 mê cơ, có bài hát còn hơn. Cho nên nó sẽ rất là tốn dung lượng, cho nên các bác cần một cái thẻ nhớ. Tại vì cái máy G8 này 128 GB thì nó cũng không được nhiều đâu. Em phải mua một cái thẻ nhớ 128 GB khác em cắm vào và tải nhạc vào cái thẻ nhớ đấy. Thì em khuyên các bác là nên sử dụng những cái file mà có chất lượng âm nhạc nó cao. Ví dụ như là lossless thì nó là những cái đuôi như FLAC này, APE này, WAV như này này. Đấy, thì các bác sẽ nó cho các bác được là cái chất âm thanh nó tốt hơn, nghe nó trong trẻo hơn. Đấy là cái cảm giác thôi. Và các bác cũng phải nghe một cái tai nghe mà nó có cái chất lượng nó tốt thì bác mới cảm nhận được thôi, chứ tai nghe mà tai nghe chống điếc thì nhiều khi cũng không phát hiện được đâu. Đấy. Đấy là cái đặt trên LG thôi. Thì tiếp theo ấy, các bác cũng biết rồi đấy, sau này LG có một số con điện thoại ấy, như con Velvet,
con Win, và em nhớ không nhầm là con G8S thì phải, thì là nó không tích hợp sẵn cái chip DC như con Velvet ấy, thì là nó có hẳn jack 3.5 nhé, nhưng mà nó lại không tích hợp chip DC rất là của chuối. Và con Win này cũng thế, nó không có cái chip DC, cho nên là nghe nhạc bằng tai nghe trên mấy con Velvet và con Win ấy, nó cho cảm giác nghe nhạc rất là bình thường thôi, chứ không muốn nói là tệ, nó cũng ở mức bình thường thôi. Và các bác muốn nghe nhạc hay bằng cái như con Win hoặc là con Velvet thì các bác nên sử dụng một cái jack, đây gọi là cái jack từ 3.5, à quên, từ C sang 3.5. Thì cái jack này đang nói trên tay đây, nó chỉ là cái jack bình thường thôi. À, nhưng mà ở trên thị trường ấy, nó có những cái jack mà nó có tích hợp sẵn cái chip DAC riêng ngay trên cái jack này, và nó sẽ cho cái chất động thanh nó nâng cao lên. Tuy nhiên ấy, thì em cũng có sử dụng một số cái jack như thế tầm 300-400 nghìn ấy, thì nó cho cái chất âm thanh nó không thể bằng được, em phải nói là khẳng định không thể bằng được cái chip DC có sẵn ở trên cái con LG G8 này nhé, và những con LG khác cũng thế thôi đấy. Cho nên là các bác nếu mà muốn trải nghiệm âm thanh có dây mà hay trên mấy cái con như kiểu Velvet và Win thì các bác nên mua một cái tai nghe, à quên, mua một cái jack như này, và nó trị giá nó phải tầm khoảng tầm trên 1 triệu ấy, thì em nghĩ nó mới hay được. Em thì chưa được trải nghiệm đâu, nhưng mà em nghĩ là phải tầm thế, tầm trên 1 triệu ấy, thì nó mới cho cái chất lượng âm thanh tốt được, chứ những cái tai nghe mà những cái rắc lầm lởm như này thì nó không hay tí nào đâu đấy. Cho nên là các bác mà nghe với những con Win mà với con Velvet thì các bác chú ý nhé. Tuy nhiên ấy, thì không phải là không thể nghe nhạc nhạc được trên con Win này, thì tại vì ngoài cái cách mà các bác dùng một cái rắc ngon ấy, thì hoàn toàn các bác có thể mua một cái tai nghe dạng Bluetooth ngon như thế này. Đây, như em đang có một cái tai nghe, đây là con Sony BKH-1000XM4. Đây, không biết các bác có nhìn rõ không? Thì cái con tai nghe này các bác cũng biết nó rất là nhiều rồi, tại vì các reviewer khác thì trên tay nó quá là nhiều rồi, và đến hiện tại bây giờ thì giá nó cũng ở mức vừa phải rồi, các bác hoàn toàn có thể sở hữu được nó. Thì em cũng đang có một con đây, thì tại vì em dùng cái này vì em hay nghe nhạc trên Win mà, cho nên tại vì con Win bây giờ là máy chính của em, cho nên em hay nghe nhạc của Win trên cái con này, tại vì cái chip PC tích hợp sẵn trên cái con tai nghe này nó cũng khá là tốt đấy. Tuy nhiên ấy, khi mà nghe nhạc bằng cái con này ấy, bằng cái tai nghe Sony này, cái tai Sony này nó cũng có dây nha các bác, không phải là nó chỉ có Bluetooth riêng đâu, nó có cả dây nữa. Và khi mà em cắm cái dây này vào cái tai nghe này ấy, đây, tại vì cái tai nghe này ấy, nó cũng chỉ có mức trở kháng là em không nhớ không nhầm nó chỉ có 16 ohm thôi, và nó cũng không thể là kích full DC của LG được đâu, cho nên là cắm cái tai nghe này vào cũng chỉ là nghe bằng nhạc bằng có dây thôi. Tuy nhiên ấy, khi nghe nhạc, ví dụ nhé, em ví dụ nhé, nghe nhạc bằng Bluetooth trên trực tiếp trên con G8 này với cái tai nghe này, và nghe nhạc có dây cũng trên cái tai nghe này luôn, thì cái việc mà cắm cái dây này vào nghe vẫn sướng hơn rất là nhiều nhé. Đấy là cái cảm nhận riêng của em thôi. Em vẫn thích cắm dây vào con G8 và nghe nhạc trên con Sony này hơn hơn là việc mình dùng Bluetooth. Đấy, cho nên là đấy là cái kinh nghiệm của em. Đó, và ngoài ra ấy, thì các bác cũng biết rồi đấy, không phải là cái tai nghe nào ấy nó cũng nghe nhạc trên tất cả các thể loại nhạc mà nó hay hết ấy. Đấy, ví dụ như em hay nghe cái thể nhạc nhạc mà gọi là nhạc trữ tình, nhạc bolero ấy, nhạc nhẹ ấy, thì em hay nghe bằng cái, em không tính cái con Sony kia nhé, em đang tính những con mà nó nhỏ như này này. Đấy, thì khi mà em nghe nhạc bằng cái thể loại nhạc mà nhạc nhẹ ấy, thì em hay nghe bằng cái tai nghe này, tai nghe dạng đây là cái dạng là dạng earbud nha các bác. Thì đấy, thì tại vì sao, tại vì khi mà nghe nhạc nhẹ ấy, thì cái con earbud này nó cho cái giải mid nó có vẻ là trong trẻo ngọt ngào hơn. Tất nhiên giải mid, giải chest, à quên, giải giải bass, giải chest thì nó vẫn có thôi, và các bác hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Nhưng mà tuy nhiên thì em cảm giác là cái giải bass của con này nó hơi bị nông ấy, nó nhiều đấy, nhưng mà nó không lực ấy. Đấy, kiểu kiểu như thế. Cho nên là khi mà em nghe nhạc 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 trữ tình, em nghe bằng cái tai nghe này, và khi mà em nghe bằng cái nhạc EDM hoặc nhạc sàn, nhạc đan ấy, thì em sẽ chuyển sang cái tai nghe đây gọi là dạng in-ear nhé. Đấy, thì em có hai cái in-ear ở đây. Đó. Đây, các bác xem này, em đang có hai cái in-ear ở đây. Thì hai cái in-ear này nó lại chỉ có cái trở kháng là 18 ohm thôi. Driver rồi giống nhau, thì nó khác chỉ cái housing thôi.
Hiệu xích này thì nó hình, đây gọi là hình viên đạn thì nó cũng khá là đẹp. Đây, và đã mod cái MM6 rồi đây. Đấy, đây gọi là cái jack MM6 nhé. Đấy các bác xem. Tuy nhiên thì em vẫn thích cái tai nghe này hơn, tai nghe bên phía phải này hơn vì trông nó ngầu hơn, nó đẹp hơn đấy. Đấy, và cái chất liệu ở giữa đây này, chỗ này này, nó là gỗ nhé, gỗ thật thôi các bác. Còn hai cái bên này nó bằng đồng và em cũng mod MM6 rồi. Tại vì cái con bên phải này này và con bên trái này đều sử dụng chung một cái driver, nhưng mà em như theo cái tay của em ấy thì em cảm giác là cái bên phải này nó hay hơn một chút xíu đấy. Đó, và em sẽ nghe cái này như thế nào, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái này thì nó chỉ có trở kháng là 18 ohm thôi thì nó không kích được full, còn cái tay Ubert này thì nó là 64 ohm thì nó kích được full, thì em vẫn nghe bình thường thôi. Ví dụ như là em sẽ cắm cái tai nghe có trở kháng là 64 ohm vào đây. Đấy, mục đích em cắm cái đấy để nó sẽ có cái kích được full cái DC lên ấy. Thì đây nó hiển thị 50 ohm này này. Đấy, thì nếu như em nghe nhạc nhạc nhẹ ấy thì em vẫn để cái đôi tai này em nghe thôi, còn nếu ví dụ em thay đổi thể loại nhạc ấy, thì em chỉ cần rút ra thôi. Thì các bác nhìn này, nó rất là dễ dàng. Đấy, em rút ra và em cắm cái tai in-ear vào là xong. Đó, như thế là xong. Đó, thì việc em làm vừa rồi ấy, thì nó vẫn giữ được cái việc mà nó kích full cái DC của LG lên, và nó cho cái lực đánh của cái con tai nghe in-ear này nó vượt trội hơn rất là nhiều luôn các bạn, nghe nó phê thực sự luôn. Và nếu như các bác mà không làm như vậy, các bác cắm trực tiếp cái tai nghe in-ear này vào máy luôn, máy máy G8 ấy, thì nó chỉ kích được cái dạng là hi-fi thôi, thì nó sẽ cho cái lực đánh nó kém hơn. Và em làm cách này để mục đích để mồi kiểu để mồi cái full DC lên ấy, thì các bác cứ làm như em thử xem, nó em bảo đảm chắc chắn là lực đánh nó tăng lên rất là nhiều luôn. Đấy là cách em nghe nhạc bằng cái tai in-ear này. Đó, thì từ nãy giờ ấy, từ nãy giờ em muốn nói chia sẻ với các bác về kinh nghiệm nghe nhạc của em, thì hiện tại em đang sử dụng ba cái loại tai nghe này đây, và cái tai nghe full size kia nữa ấy. Thì cái full size kia thì không tính nhé, tại vì cái đấy thì nó là cái đẳng cấp nó khác rồi. Nhưng mà tại sao em vẫn sử dụng mấy cái này, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, những cái tai nghe này nó rất là rẻ thôi. Ví dụ như cái earbud này em chỉ bán tầm khoảng 300 nghìn thôi đấy, cho nên là so với mức giá 300 nghìn ấy, các bác có thể trải nghiệm được một cái gọi là cái chất lượng âm thanh như thế, em thấy là nó rất là đáng đồng tiền luôn. Chứ cái việc mà nghe âm thanh thì nó vẫn là cái sở trường, nó phải là cái gu của mỗi người, cho nên là các bác nhiều khi em không dám không không thể nào mà nói mạnh được, chém mạnh được. Cho nên các bác nào mà muốn cái việc nghe nhạc của mình nó tốt hơn ấy, thì các bác nên đầu tư một cái tai nghe dạng đắt tiền hẳn đi đấy, và các bác nên đến trực tiếp cái cửa hàng bán ấy để các bác nghe trải nghiệm thực tế trên cái tai của mình nhé. Các bác nghe lâu dài một tí, nghe 1 2 tiếng đi, chứ không phải nghe 1 2 phút các bác bỏ ra thì nó không không thể cảm nhận được hết đâu. Đấy, các bác nên nghe lâu dài, các bác nghe 1 2 tiếng ngồi đấy cảm nhận đấy, và các bác thấy nó hợp thì hãy mua, chứ đừng thực sự là những cái reviewer trên mạng ấy, như em đây chẳng hạn, cũng chỉ là nói cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Có ông này ông kia cái trình của ông cao hơn thì ông nói sâu hơn. Tuy nhiên thì kể cả ông ấy có nói dời nói biển thì tí nữa, thì việc mà nó phù hợp với tai nghe từng người ấy, vẫn là phải đến trực tiếp nghe, chứ không phải là người ta nghe bằng tai nghe của họ, chứ bằng đôi tai của họ, chứ không phải nghe bằng đôi tai của mình. Cho nên là các bác vẫn phải đến trực tiếp nghe thì nó mới thể hiện được cái phù hợp với cái tai nghe của mình. Đấy, còn tại sao em vẫn sử dụng cái này, tại vì nó tiện các bác, nó nhỏ mà mang đi lại nó dễ, chứ mà mang cái kia thì nó mang nguyên một cái hộp này, nó có nguyên cái hộp như này mang đi lại rất là khó. Cho nên là những cái tai nhỏ như này mang đi lại vẫn là dễ, và nó vẫn có được cho được cái chất lượng nữa, âm thanh nó không phải là thua thiệt quá là nhiều đấy, cho nên là nó vẫn là cái lựa chọn rất là tốt, và giá nó rẻ nữa, cho nên các bác hoàn toàn có thể mua về các bác trải nghiệm, và nó không quá ảnh hưởng đến cái kinh tế của các bác ấy này. Cho nên là các bác nên, nếu như các bác sử dụng một cái tai nghe một cái điện thoại LG ấy, các bác nên, em thật sự đáng khuyên là nên mua một cái tai nghe nào đó có trở kháng là trên 50 ohm, thì nó sẽ cho các bác một trải nghiệm thanh nó thực sự là nó khai thác hết được cái chip DC của LG ấy. Đấy, chứ còn các bác bảo là mua tai nghe nào cũng được thì cái đó là không đúng. Có những tai nghe nó chỉ khoảng 100.000 rồi, kể cả bây giờ nhé, bây giờ anh em thực ra đang bán những cái tai nghe
theo máy của V30 này, theo máy của V40, theo máy của V50, cả theo máy của V10 nữa, thì tất cả những cái tai nghe theo máy của những con LG ấy, đấy gọi là như kiểu tai B&O này, tai quắc quắc bit này, rồi tai của V10 cũng là quắc bit luôn, nhưng nó màu màu đồng này, thì những cái tai nghe đấy ấy, nó thực sự là nếu mà so sánh với cái tai nghe này của em ấy, nếu mà với cái đôi tai của em ấy, thì những con đấy nó thua hơn hơn rất là nhiều luôn, con này nó phải hơn đến 3 4 lần luôn đấy. Cho nên đấy là cái kinh nghiệm của em thôi, cái tai nghe của em cảm thấy thế thôi, chứ còn các bác bảo như thế là dìm hàng, những cái tai nghe theo máy thì nó là cái chuyện khác nhé. Tại vì em cái đấy em đang nói rồi, không có đúng hay sai đây, và cái chỉ là cái cảm nhận riêng của mỗi người thôi đấy. Thì so với những cái tai nghe mà theo máy của LG nhà mình thì những con em đang có đây nó hơn rất là nhiều luôn, cho nên các bác nếu mà có cơ hội các bác thử trải nghiệm xem thế nào. Rồi, ok, chào các bác nhé, chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.